Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay mình đã quay trở lại để chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể cắm được một cái lọ hoa sáp để bàn nhá. Là một cái dạng lọ như thế này các bạn ạ. Đây ạ. Là một cái dạng lọ mà miệng nó nhỏ ấy. Đây này. Cái miệng nó nhỏ thì chúng ta cắm theo cái dạng thẳng đứng này nhá. Đó. À, thì các bạn cứ thử nghĩ xem là nhà mình có cái lọ nào phù hợp thì các bạn có thể cắm nhé. Giống như đây là cái lọ mình cắm bằng cái lọ thủy tinh đó, cũng có miệng nhỏ, các bạn để vậy các bạn cắm cũng được. Hoặc là đây là cũng một là một cái dạng lọ thủy tinh nhưng mà mình đã xịt sơn đen lên, các bạn cắm cũng được. Hoặc các bạn có thể mua những cái bình như thế này đó, cũng rất là đẹp. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm cái cách cắm như thế này nhé. Các bạn có thể sử dụng cái xốp cắm hoa tươi này cắm cũng được, hoặc nhưng mà cái xốp cắm hoa tươi này này thì nó hơi lỏng chân một chút nha các bạn nhá, nó hơi cắm nó hơi lỏng chân, nó không được chắc chân đâu đó. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên sử dụng cái xốp cắm hoa khô và cái cục xốp xám như thế này, họ dùng cho cắm hoa khô. Thì nếu mà các bạn không có cả hai thì các bạn có thể lấy xốp thùng ở nhà cũng được các bạn ạ. Đây là một cái miếng xốp thùng, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đơn giản nhất là lấy những cái miếng xốp thùng ấy. Thì mình sẽ đo cái miệng miệng lọ vào đây để chúng ta cắt làm sao cho nó vừa cái, chúng ta vẽ một cái đường bằng với cái miệng lọ này nhá. Đó. Chúng ta lấy cái dao dọc đấy, chúng ta cắt nó đi. Những cái xốp mà miếng xốp thùng mà nó mỏng quá thì các bạn có thể lấy súng bắn keo, các bạn bắn chồng 2-3 lớp lên cũng được. Ít nhất là nó phải có độ dày là khoảng độ 2 phân ấy. Ta được một cái miếng như thế này, chúng ta gọt nó đi, gọt chéo chéo bát bát xuống để nó dễ đưa vào cái miệng bình nhá. Đo xem nó vừa nó đến đâu, chúng ta lại gọt tiếp. Thế là ok rồi đó các bạn ạ. Rồi, thì khi mà cắm hoa bình kiểu á, thì mình hay để cái miếng xốp nó cao hơn cái miệng bình khoảng độ 1 phân đến 2 phân đấy các bạn ạ. Để lúc mà các bạn có thể cắm những cái phụ kiện nó trang trí để nó dễ cắm được cả chiều ngang chiều dọc nhá. Đó. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta phải cho một cái lớp lớp keo lên đây này. Đó. Chúng ta lấy keo sữa nhé các bạn nhá. Lấy keo sữa chúng ta chét lên đây này. Đó. Lấy keo sữa. Nếu mà các bạn làm bằng cái xốp xanh xốp xám cơ rồi thì các bạn không cần phải làm cái bước này đâu các bạn nhá. Đó, bởi vì nó đã có sẵn rồi. Thành ra là không có cần phải mình chịu phủ cái lớp cỏ bột lên trên để cho nó lấp đi cái màu xốp màu trắng này này. Đấy, đây là cái cỏ bột các bạn ạ. Các bạn rắc một ít lên xong bắt đầu đó. Các bạn để cho nó tạo một cái lớp xanh che cái xốp đi đó. Rồi chúng ta rắc lên trên. Còn chúng ta có cái xốp màu xanh kia sẵn rồi thì chúng ta không phải làm bước này nhá. Đó. Bây giờ là chúng ta đã phủ hết một lớp cỏ bột rồi.
Và bây giờ chúng ta để cái miếng miếng xốp vào vào lọ như thế này. Chúng ta để như này cũng được, hoặc là chúng ta bắn một ít keo vào nhá. Bắn ít keo vào để cho nó chắc, cho nó cố định, cho nó chắc nhá. Đó. Bắn một ít keo vào, súng bắn keo ấy. Rồi bây giờ chúng ta đi cái nền trước nha các bạn. Cái nền thì chúng ta đi bằng cái lá hoa hồng này này. Nó có 6 cái lá như này thì chúng ta cắt nó ra, cắt làm đôi nó ra thế này đó. Rồi, chúng ta bắn một ít keo vào nhá, chúng ta đi làm cái nền này. Đó. Đây. Chúng ta cứ đi xung quanh nhá. Rồi chúng ta đi hết cái lớp nền. Đi hết cái lớp nền bằng cái lá hoa hồng này nha các bạn. Đó. Đi hết vòng quanh cái nền bằng cái lớp lá hoa hồng này. Chúng ta bắn keo. Rồi chúng ta khi mà chúng ta đi hết lớp nền như thế này rồi á thì bắt đầu này, chúng ta sẽ cắm cái đây là cái lá mình cứ hình như là cái lá này là lá phát tài ấy, phát tài giả nha, cái cụm phát tài giả. Nói chung là ở nhà nếu mà các bạn có cái lá gì các bạn làm cái lá đó nha. Đó, đây là một lá phát tài giả này, và mình cắm nó lại chấm, cái này mình chấm keo sữa cũng được, hoặc là chúng ta bắn keo nến đều được nhá. Rồi chúng ta đi cái điểm tựa của nó này, chúng ta cắm vào đây, cái nào mặt trước thì chúng ta quay ra mặt trước nhá. Đó, rồi đây là để cho nó tạo thành một cái dáng của cái bình hoa đó các bạn. Rồi còn đây là cái cây cỏ điểm, chúng ta lấy một nhánh ra, xỏ vào đây nhé, rút một nhánh ra xong bắt đầu chúng ta cảm thấy đưa kẽm mà nó lỏng thì chúng ta bắn thêm ít keo nha các bạn. Rồi mình cảm thấy nó ít cỏ điểm á thì chúng ta cho thêm cỏ điểm ký của mình vào. Đó. Các bạn không có cái này thì các bạn cứ xỏ cỏ điểm ký của bạn dựa theo cái này các bạn làm cũng được nhá. Chứ không nhất thiết là phải cái này đâu các bạn ạ. À. Đó, cắt bớt đi. Đây chấm keo ạ. Chúng ta chấm keo này. Rồi, chúng ta cắm lên tạo thành một cái dáng đứng của bình hoa nhá. Đó. Mình làm hai cọng đi. Những cái bình bông như thế này thì các bạn tùy vào cái nguyên phụ liệu mà các bạn có ở nhà thì các bạn có thể thay thế nha, chứ không nhất thiết là các bạn phải làm y như vậy đâu. Đó, cái này chúng ta có thể cho nó ngắn hơn một tí để tạo một cái độ gì đó so le các bạn, cho nó đẹp. Đó. Rồi, đó là chúng ta tạo thành cái dáng. Nếu mà có thể thì mình có thể cho một hai cành tuyết lên cũng được. Cái cành tuyết thì chúng ta cắt nó ra như này. Tuốt nó đi ở trong này nó có cái cọng kẽm ấy.
để cái đầu nó cong xuống à, cho nó tạo thành cái kiểu nó đẹp đẹp. Cao keo à, tùy nha, các bạn cho cành tuyết vào cũng được hay là các bạn không cho cũng được, không ảnh hưởng gì. Cái đấy là mắt thẩm mỹ của mỗi con người, mình cảm giác mình cắm vào mà thấy nó đẹp thì mình để, và nếu mà mình cảm giác nó không được đẹp thì mình lại nhổ nó ra. Mình ấy đó, mình cứ rồi. Và đến bây giờ thì mình sẽ cắm hoa lên nhá. Cái hoa nào mình sẽ chọn cái hoa nào mà to nhất thì mình sẽ cắm mặt tiền đầu tiên nhé. Đấy, chúng ta cắm vào đây. Rồi mình sẽ chọn hoa này mình cắm vào mặt tiền nhá. Đó, đó là mặt chính đấy. Hoa. Rồi tiếp theo, chúng ta cắm hoa tiếp theo. Chúng ta có thể bỏ cỏ điểm thêm vào cũng được. Rồi, cứ cắm vào đây. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo bông ba. Lọ này chúng ta cắm 3 bông. Nhớ chấm keo cho nó chắc nha các bạn. Rồi, cắm 3 bông như này. Đó, đây là chúng ta đã xong một cái dáng của cái hoa. Còn những chỗ còn lại á, thì chúng ta sẽ cắm cỏ điểm nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ cắm cỏ điểm vào xung quanh này. Chỗ nào trống là bây giờ là các bạn cắm cỏ điểm vào này. Đó, chúng ta cắm cỏ điểm vào nhá. Những cái chỗ nào mà thấy trống trống ấy, chúng ta cứ nhét cỏ điểm vào thôi. Nhét hết cỏ điểm vào, chúng ta bỏ cỏ điểm hoặc chúng ta bỏ lá đều được nha. Mà bỏ cỏ điểm thì nó xinh hơn, đằng sau thì chúng ta có thể bỏ lá đều được. Đó, nguyên phụ liệu thì các bạn ở nhà các bạn tự ấy nhá. Chúng ta nhớ cắm cả đằng sau nha các bạn, cắm cả đằng sau để khi mà mình thấy cái lọ hoa, nói chung là đằng sau cái thì cũng ít không ai để ý tới đâu, nhưng mà chúng ta cắm cho nó cả trước cả sau là đều phải đẹp như nhau hết, đều phải đẹp hết á, thì cái lọ hoa của mình nó mới hoàn hảo được các bạn nhé. Đó, rất là dễ đúng không các bạn? Đây, chỗ nào ấy thì chúng ta cứ chen cỏ điểm vào. Đó,
các bạn có thể ở nhà mình có cái bình rồi mà mình không có cái bộ nguyên phụ liệu để các bạn làm thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình có thể chia lại những nguyên phụ liệu này cho các bạn về các bạn cắm để phòng nhá, để ở phòng của mình đó. Và bình hoa của mình đến đây thì cũng tạm ổn rồi, nhưng mà nói chung là các bạn muốn nó điệu đà hơn, nó thêm cái gì đó ấy hơn thì bạn có thể lấy cái, đây là cái ruột mây các bạn đó, chúng ta trang trí thêm nhá, chúng ta có thể trang trí thêm. Đây chúng ta cắm từ bên đây qua. Đo đến đâu thì chúng ta cắm đó nha. Đó. Chúng ta cắm vào để chúng ta trang trí thêm cho cái bình bông nó sinh động hơn. Các bạn ở nhà mà không có đầy đủ nguyên liệu thì các bạn có thể bỏ qua những cái bước này nhá. Không sao cả. Rồi, đây là cái ruột mây các bạn ạ. Đó. Đây. Vậy là rất là đẹp các bạn. Nhìn thấy nó điệu đà chưa? Đẹp. Các bạn thấy đẹp không ạ? Đó, thì chỉ trong vòng một ít phút thôi là chúng ta có thể cắm được một cái bình hoa rất là đẹp đúng không? À, vậy thì chúc bạn cắm được những bình hoa đẹp nhé. À, và hy vọng là các bạn...